Tiếp nối đồng nay ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng đến với bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền thiết yếu tới Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Quan chức phong trào Hamas kêu gọi người Ả Đập và người Hồi giáo bao vây các đại sứ quán Israel và Mỹ trên khắp thế giới để ngăn chặn cuộc chiến diệt chủng của Israel. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Yong chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiêu chuẩn kép liên quan việc phá hủy các tuyến đường dẫn tới Hàn Quốc trên lãnh thổ Triều Tiên Thưa quý vị, ông Khalil Al Hayya, một quan chức cấp cao của phong trào hồi giáo Hamas của Palestine, hôm qua đã lên tiếng kêu gọi người Ả Rập và người hồi giáo bao vây các đại sứ quán Israel và Mỹ trên khắp thế giới để ngăn chặn cuộc chiến diệt chủng của Israel đối với người Palestine ở giải Gaza đang bị bao vây. Hãng tin Anh hôm qua dẫn lời kêu gọi của ông Khalil Al Hayya rằng người dân Ả Rập và hồi giáo bao vây các đại sứ quán của Israel và các đại sứ quán Mỹ theo ông các nhà lãnh đạo Israel và Mỹ muốn đẩy người Palestine ra ngoài và giành quyền kiểm soát vùng đất bị chiếm đóng. Ông tiếp tục chỉ trích kế hoạch đang diễn ra của Israel nhằm giết tất cả người Palestine, đặc biệt là chiến lược nhằm làm người dân Gaza chết đói. Quan chức này khẳng định vụ thảm sát của lực lượng Israel tại thị trấn Beit Hiya, miền bắc Gaza, hôm 19 tháng 10, khiến ít nhất 73 người Palestine thiệt mạng, không nên được bỏ qua. Cùng ngày, ông Isaac Anrres, quan chức Thuộc văn phòng chính trị của Hamas cũng lên tiếng chỉ trích việc người hồi giáo không hành động trước hành vi phạm tội của người Israel đã khiến các nhà lãnh đạo theo al trở nên tàn ác hơn. Thưa quý vị, người định cư Israel hôm qua đã xông vào khu phức hợp nhà thờ hồi giáo Al-Aqsa ở đông Jerusalem bị chiếm đóng nhân kỷ niệm ngày lễ liều tạm của người Do Thái. Hành động này ngay lập tức đã bị lên án. Cơ quan tài trợ hồi giáo do Jordan tiến hành tại Jerusalem cho biết. Khoảng 1.390 người định cư Israel hôm qua tràn vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa dưới sự bảo vệ của cảnh sát Israel. Theo nhân chứng, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel là ông Isamra ben cùng người định cư thực hiện các nghi lễ tại địa điểm này trong bối cảnh các tín đồ Hồi giáo bị hạn chế vào khu vực hợp. Tuy nhiên, văn phòng của ông ben cho biết không vào khu vực này mà chào đón người định cư Israel ở lối vào khu vực hợp trong phản ứng hôm qua, bộ ngoại giao Jordan đã lên án cuộc tấn công vào nhà thờ hồi giáo Al-Aqsa của những người định cư cực đoan dưới sự bảo vệ của lực lượng Israel. người phát ngôn của bộ này là ông Suvian Kudai cho biết Israel phải chấm dứt mọi hành vi vi phạm và phá vỡ hiện trạng lịch sử và pháp lý đang diễn ra tại Jerusalem và các địa điểm linh thiêng, đồng thời kêu gọi chấm dứt việc áp đặt những thực tế mới tại nhà thờ hồi giáo Al-Aqsa. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyeong hôm qua cho biết việc phá hủy các tuyến đường dẫn tới Hàn Quốc trên lãnh thổ Triều Tiên là vấn đề nội bộ của nước này. Ông đồng thời cáo buộc những tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về vấn đề này là không phù hợp và sử dụng tiêu chuẩn kép. Ngày 15 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và nhanh chóng khôi phục lại các tuyến đường bộ và đường sắt đến Hàn Quốc sau khi bị Bình Nhưỡng đánh bom cùng ngày. Trong phải hôm qua, Thứ trưởng Kim Son Gyeong gọi những tuyên bố này là phát biểu không phù hợp một cách nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh dù Triều Tiên có phá dỡ đường bộ và đường sắt hay xây mới, chỉ cần điều đó được thực hiện trên lãnh thổ của Triều Tiên, thì nó liên quan đến quyền chủ quyền của Triều Tiên và không phải là vấn đề để tổng thư ký lập quốc can thiệp. Đồng thời, ông Kim cũng lên án ông Guterres tiêu chuẩn kép, không lên án quân đội Hàn Quốc xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên khi máy bay không người lái của Hàn Quốc xuất hiện trên bầu trời Bình Nhưỡng vài ngày trước đó của hôm qua, Triều Tiên đã chỉ trích một nhóm giám sát lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên do Mỹ đứng đầu là hoàn toàn bất hợp pháp và không chính đáng, đồng thời cảnh báo các nước liên quan đến nhóm này sẽ phải đối mặt với một cái giá đắt. Tổng thống Sepi Alexander Vucic vào hôm qua đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ tháng 5, 2022. Sepi, ứng cử viên cho tư cách thành viên của Liên minh châu Âu-EU, đã nhiều lần từ chối áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga đồng thời duy trì mối quan hệ chặt chẽ và hữu nghị với Moscow. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Serbia đã lên án hành vi của Nga. Tổng thống Alexander Vucic cũng đã hạn chế có các cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Vladimir Putin. Trong thông điệp video trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm hôm qua, ông Vucic bày tỏ cảm ơn ông Putin vì đã đảm bảo Nga sẽ cung cấp đủ lượng khí đốt cho Serbia vào mùa đông năm nay. Cũng trong cuộc điện đàm, ông Vucic nhắc lại việc Serbia sẽ không thay đổi lập trường đối với việc kiềm chế các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh Serbia sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga và sẽ không thay đổi. Cuộc điện đàm diễn ra khi Nga đang chờ phản hồi của ông Vucic đối với lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh nhằm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại Kazan của ông Putin. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 10. Cục An ninh Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp khẩn với các giám đốc điều hành và đại diện các hãng hàng không ở New Delhi về sự gia tăng đột ngột số vụ đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay nội địa và quốc tế. Các nguồn tin cho biết hơn 30 chuyến bay của các hãng hàng không Air Indian, Vistapra, Indigo, Akasa Air, Vichet, Star Air và Alenci Air nhận được lời đe dọa đánh bom trong ngày 19 tháng 10, khiến các cơ quan an ninh lo ngại. Trong tuần qua, ngành hàng không Ấn Độ đã gặp nhiều xáo trộn, theo đó hơn 70 chuyến bay nội địa và quốc tế của các hãng hàng không đã nhận lượt lời đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, thì hầu hết trong số đó là giả. Và trước tình hình này, Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ có kế hoạch đưa ra các quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn những vụ đe dọa đánh bom giả nhằm vào các hãng hàng không, bao gồm cả việc đưa thủ phạm vào danh sách cấm bay. Thưa quý vị, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn cuối cùng cũng như nhiều địa phương khác bang Arizona ngày càng quan ngại trước những thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra. Cảnh tượng bình yên trước giông bão, thư ký bang Arizona, ông Arián Fortes cho biết, chúng tôi đang đào tạo các quan chức bầu cử làm quen với một số công cụ có thể được triển khai chống lại họ. Đây là lần đầu tiên các quan chức giám sát bầu cử được đào tạo về cách ứng phó trước nguy cơ bầu cử bị gián đoạn vì AI. Chị Gina Roberts thuộc Ủy ban bầu cử minh bạch cho biết Khóa huấn luyện giúp chúng tôi vượt qua tình huống xấu nhất, suy nghĩ cặn kẽ và hành động nhanh chóng. Theo ông Fontes, công nghệ sao chép giọng nói và video deepfake đang tạo ra tình huống chưa từng có cho ngày bầu cử năm tháng 11. Ví dụ cuộc gọi do AI tạo ra bắt chước giọng nói của Tổng thống Joe Biden, khuyên khích cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ không đi bầu ở New Hampshire hồi tháng 1. Một trường hợp khác, ca sĩ Taylor Swift bày tỏ ủng hộ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris trên Instagram vào tháng trước, nhưng một video deepfake xuất hiện bác bỏ nó, đồng thời tạo ra hình ảnh cô ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Lucas hasen đồng sáng lập tổ chức Sips AI cho biết, các mục tiêu của AI sẽ là các bang dao động, các cử tri còn dao động. Ông Lucas đang theo dõi việc sử dụng AI và mối liên hệ đến chính trị. Ông cho biết thêm, mối nguy hiểm lớn là thao túng tỷ lệ cử tri, điều này dễ hơn là khiến mọi người thay đổi quyết định. Bên cạnh các rủi ro mới, AI cũng gia tăng tính phức tạp và tốc độ, bà Lisa Monaco, phó tổng trưởng lý bang Arizona cho biết, mối đe dọa đang nghiêm trọng hơn bởi các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo công cụ thoại và video AI có thể tạo ra hồ sơ mạo danh nhân viên bầu cử để truy cập thông tin nhạy cảm, các cuộc gọi giả mạo và lan truyền thông tin sai lệch trực tuyến. Cơ quan tình báo nước này cho biết sẽ cảnh báo cử tri, tuy nhiên không thể kiểm soát tất cả các thông tin, đặc biệt ở những bang dao động như Arizona, nơi có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống. Sau đợt phân phát tiền mặt đầu tiên được triển khai với khoảng 14,5 triệu người được nhận, chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch cho đợt thứ hai của chương trình hỗ trợ ví số 10.000 bạc. Trong số đó thì những người không có điện thoại thông minh có thể đăng ký tham gia chương trình tại các ngân hàng nhà nước vào tháng tới. Thứ trưởng Tài chính Jularpun. Armo Vivat cho biết giai đoạn đầu tiên của chương trình hỗ trợ tiền mặt cho 14,5 triệu người dễ bị tổn thương đã tạo ra sự lưu thông tiền nhanh chóng, đồng thời kích thích nền kinh tế Thái Lan. Ông cho biết đối với những người trong nhóm dễ bị tổn thương không có điện thoại thông minh, chính phủ dự kiến sẽ mở đăng ký thông qua các ngân hàng nhà nước vào tháng 11. Hiện hệ thống đăng ký tại các ngân hàng nhà nước đã được chuẩn bị đầy đủ và sẽ sẵn sàng phục vụ người dân từ tháng tới. Bên cạnh đó, số tiền 10.000 bạc được phân phối trong giai đoạn 2 vẫn là bằng tiền mặt không phải tiền số. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan, ông Nat Vong cho biết Hiệp hội đã đề xuất với Thủ tướng Bê Thông Thanh Quacha về việc khôi phục chương trình mua sắm và nhận chiết khấu của Cục Thuế vào cuối năm nay, vốn được coi là mùa cao điểm sẽ kích thích đáng kể tâm lý mua sắm. Hội sách Frankfurt thường niên của Đức hôm qua chính thức khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi nổi. Năm nay, hội trợ ghi nhận số lượng đơn vị tham gia cao kỷ lục. Hội sách Frankfurt 2024 năm nay ghi nhận hơn 4.300 đơn vị triển lãm tham gia trưng bày, giới thiệu sách cùng các sản phẩm và dịch vụ khác. Con số này tăng 7,5% so với mức 4.000 đơn vị triển lãm tham gia hỗ trợ của năm trước đó, đồng thời là con số cao nhất đối với các hỗ trợ sách nói chung trên toàn cầu. Trong số các thể loại, lãng mạn kỳ ảo với sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạn và giả tưởng và học đường đen tối đào sâu vào các mặt tối của học đường như bạo lực hay ma túy là hai thể loại sách mới được khách tham quan đón nhận đông đảo nhất. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, được thúc đẩy bởi mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, đây cũng là thể loại tiểu thuyết được các đơn vị triển lãm bày bán nhiều nhất. Tuy nhiên, giám đốc nhà xuất bản Ivra, bà Atris Oles cho biết, thật ra người ta đã viết và đọc các thể loại từ lâu trước đó, chứ không chỉ hai năm đổ lại đây, chỉ là chúng ta không đặt tên cho nó. Hơn 1.000 tác giả và diễn giả cũng tham gia hội sách năm nay, tăng gần 10% so với số lượng năm ngoái.